Hai, lời nói đầu tiên Vũ Điệp xin gửi lời chào đến các bác, các chú, các cô, các anh, các chị cũng như các bạn nha. Hôm nay Vũ Điệp đi lấy mật ong gừng. Vũ Điệp mời các cô chú và anh chị cùng đồng hành đi với Vũ Điệp đi lấy mật ong chung cho nó vui. Khu này cũng gừng gặm quá à, Vũ Điệp cũng hơi sợ ma. Tại vì Vũ Điệp cắt ổ ong bên kia cũng được 8 ngày rồi mà Vũ Điệp gọc gọc tàn rồi, giờ nó đi. Bây giờ nó qua nó đóng trên cây mu này nè cô bác anh chị. Ở dưới này mình nhìn không thấy đâu, nó biệt mị ở trên cái đọt á. Xa lắm, việc đứng dưới này nhìn lên cũng không có thấy nữa, chỉ thấy một cái đốm bằng cái phẳng bằng cái nắp dung à. Rồi Vũ Điệp sẽ cầm những chiếc điện thoại này, Vũ Điệp sẽ leo tận tình tới trên cái cây đó, cây mù u nha cô bác anh chị. Rồi Vũ Điệp sẽ quay cái phần cắt lấy mặt và phần ung khói cho cô bác và anh chị cùng xem nha. Bây giờ Vũ Điệp đắp máy vô, Vũ Điệp leo lên cây mù u này. Tại vì đứng ở dưới thì mình gác điện thoại thì cô bác anh chị không thấy, tại cái cây mù u này một phần nó cao. Rồi ở đây quá trời mũi vậy ta. Phần cây mù này nó cao với một phần nữa là cô bác anh chị không thấy, nên mình phải cầm chiếc điện thoại lên tới trên đó. Mình sẽ quay cho cô bác anh chị xem nha. Mình mời cô bác anh chị cùng với mình leo lên cái cây đó nha. Giờ phần up video mình sẽ leo lên quay cho cô bác anh chị xem nha. Cô bác anh chị Điệp mới leo lên tới ở trên này. Một tay leo mà một tay cầm điện thoại nó khó quá khó rồi. Cây mù nó cao quá cao luôn. Mà nó mệt, mà Vũ Điệp phải gắng leo lên tới này để Vũ Điệp quay cho nó cận cảnh cho các cô chú anh chị cùng xem cho nó sướng mắt đó. Cô chú anh chị thấy không, xa lắm, biệt mị ở dưới đó, xa lắm đó. Cây mù nè cô bác và anh chị. Vũ Điệp quay ngược cái điện thoại đi lại á, để đặng mà cho nó dễ cầm, như là quay cái mặt cái màn hình nó cho nó vô trong mình luôn, chứ Vũ Điệp không quay ngược đằng sau, quay vô trong mình luôn, để mà Vũ Điệp bắt đây mà Vũ Điệp cắt mặt đặng mà quay cho bác anh chị xem cho nó dễ, chứ cầm quay kiểu kia nó khó. Giờ Vũ Điệp leo lên một đoạn nữa gần tới, Vũ Điệp sẽ quay cho cô bác anh chị xem. Giờ mới có nửa cây, mệt quá mệt rồi, đúng là bắt ngộ ông cực khổ quá, mệt quá cô bác anh chị ơi. Giờ Vũ Điệp sẽ lên tới anh chảnh, Vũ Điệp sẽ quay cho cô bác anh chị xem tiếp nha. Ô ông này nó dữ quá trời dữ rồi cô bác và anh chị ơi. Vũ Điệp đang nói chuyện cô bác anh chị mà nó bay xuống quýnh giờ quá trời luôn rồi. Bố tiên sư nữa nè, hết biết cục mặt rồi cô bác ơi, nó bít mặt đi luôn rồi. Mấy cái phần này là phần nó bít nè cô bác nè, anh chị quá trời cục mặt rồi. Cái mũ nó cao hồng luôn rồi, quýnh giờ quá trời tay chân này cô bác anh chị ơi. Này cục mặt hết, còn cục mặt cô bác anh chị ơi, xuống quá xuống rồi, đã gì đâu á, bít mặt luôn rồi cô bác. Lỗ này nó muốn già nè. Bác anh chị biết làm sao, đang nó nói chuyện với bác anh chị với mình, bẻ cái nhánh cây á, cái đầu nó nghe một tiếng góp, một cái một trời rồi nó túa ra, chưa kịp đốt cây gọi nữa, quýnh vừa qua trời quýnh, nó quýnh cái bằng nó phê gì đâu, chết rồi. Quýnh kiểu này ba má nhìn không ra nữa, chứ đừng nói chi là vợ với con. Ây da, để được lấy cái bọc lại làm khó quá. Cái này mà nó vớt cái con dao nữa thì đi ăn quần luôn, chứ làm gì vậy. Nó hút mặt lên quá trời luôn các anh chị ơi. Cô Điệp cầm á, một tay làm một tay ấy, nó có rung nó có chập chờn gì đó, mong cô bác anh chị thông cảm nha. Nó ông đeo thổi quá trời luôn, nó khoái bộ quay phim, nó khoái lên hình, nó khoái cô bác anh chị. Quá trời mình cắt bỏ phạm rồi, quá trời phạm rồi cô bác anh chị ơi. Thằng này mình không cho nó rớt đi xuống đất, nếu mà cho nó rớt xuống đất cô biết cô bác anh chị biết làm sao không. Rồi ở đầu á, mấy anh khác á, anh thấy được anh bị anh mai mốt anh cắt mất tiêu. Mình chưa, ví dụ mình đang dưỡng mặt á, mình không thấy được cái bên ngoài của nó ra sao nữa nè, cắt đại luôn phí mặt quá trời. Cái con miếng đi xuống đất rồi, còn mặt không biết có cổ phóng ha không, đem quay ngược lên nhìn coi, còn ít để mình sửa ẩu lại. Đã quá trời đã của bác anh chị á, đi ít trên này cũng mặc cái lít ngoài á, ủ quá vô mánh này, quên nó được gặp thằng này một cái nữa.
khó quá, khó của bác anh chị ơi. Cái này mà gặp mà nó rớt cục mặt xuống dưới thì thôi luôn á. Tại vì mình gặp á, mình thường là nó có một tay bợ, nhưng bây giờ tay cầm điện thoại rồi tay đâu nó bợ. Làm có một tay rồi của bác anh chị ơi, khổ quá. Con ông này, đi đi, con đâu có hổn đâu, đừng quýnh con nữa. Đấy, con xin cục mặt này về đang mà con làm thuốc. Không phải con làm thuốc mà là con xin về đang mà con nữa con để lại cho cô bác anh chị khác. Có nhu cầu đang người ta làm thuốc bị bệnh đau bao tử hay là tâm chí nghệ nữa, chứ mặt không đừng chắc là vô sức mặt cho nó mịn, cho da nó bóng. Nhìn người thấy nó xinh gái. À đã quá. Lại nè. Ừ. Đã quá cô bác anh chị ơi. Ừ. Đã quá. Mặt sáng ánh vàng tươi. Ui xuống cục mặt được lít mấy. Mới chị mấy vô đây nó bít mặt nè cô bác anh chị. Nè, con ông nó muốn già nè. Đó. Thấy không? Quá đã cô bác anh chị ơi. Giờ quá trời có phần này con nó bu. Để mình về mình vệ sinh cái phần phóng hoa trên này luôn. Ủa nó chảy. Quá trời quá đất nó chảy. Tại có con tay nha cô bác anh chị. Không mình cô bác anh chị thông cảm nha. Con tay làm á, rồi tay ấy nó hơi lộng cộng, mong cô bác anh chị thông cảm. Không biết mình thấy mấy cái anh ở ngoài miền Trung bắt, không biết bắt anh dùng bằng cái nào mà anh nhắn điện thoại thấy nó chuẩn, nó đẹp ghê hồn á. Mình không biết. Mặt này nó già nha cô bác, nó già là nó không còn ấy nó nữa, không còn vàng sáng ánh nữa nha, mà nó còn ngã cái vụ như con chút là đốm đen á. Mặt nó già, mặt này là nó tốt nha. Mặt già thường mặt già là tốt. Còn chút phấn hoa mình cắt phí lắm cô bác anh chị, cắt này bỏ quá trời nhiều mặt luôn. Phấn hoa này mà mình không xử lý liền, mình bỏ vô trong cái bọc đó, mình xách tới xách lui đó. Bắt đầu mình đi mình phóng qua mương này mương kia, cô bác anh chị biết không, nó dập ba cái phấn hoa ra, bắt đầu nó thấm vô trong mặt ông nè. Nó tiêu rồi. Ủa quay điện thoại đâu mất tiêu rồi, kỳ vậy. Sao mình với cái phần phóng hoa không thấy. Ồ ừ, đồ tàu lao, sử dụng điện thoại chưa gành đấy. Phóng hoa này cô bác anh chị nè, còn ông bay là camera nha, bắt bít mặt camera hết trơn, bố tiền sư nhà nữa. Ô, xin có miếng mặt làm thế ghê, ta ngồi đại chỗ này nè, nãy giờ bị quýnh phê rồi giờ bị quýnh nữa cũng chẳng sao. Đã chờ lỡ chót yêu em rồi. Cà Lâm mà hay nói chuyện nhiều, già chuyện. Rồi, hết phóng hoa. Sẽ nha cô bác, anh chị. Tại vì Điệp làm kỹ lắm. Không có để cho những cái phóng hoa nó còn đi lại. Phóng hoa mà nó còn đi lại là thua. Wow, đã rồi cô bác anh chị ơi. Khoe của bác anh chị hồi ụ mà nó rớt cái bập đi xuống đất tiêu tẩm rồi, cái mặt bí xị cho mặt độ mà như con heo nái vậy. Cái mặt cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt luôn, chứ đừng nói vô phe. Tại vì sướng nó đã phải phe của bác anh chị. Mà kệ phe đại đi này, mặt nó già nè, mấy cái này nó muốn già nè của bác anh chị, nó chưa có được bít mặt nè, mấy cái phần đằng này nè, cái phần này chưa bít mặt, còn cái phần này nó bít mặt là cục mặt già ngon rồi. Nó con ăn này để mình đùa mấy con ông này nhảy dù qua đó đi. Trời ơi, lúc mới lên làm thấy ghê, tưởng đâu rồi, mẹ nó chí nhà ai không làm bay quýnh bập quýnh cái bằng mà giống hệt như là chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện tại sao mà bị quýnh như vậy, cho người ta biết nguyên nhân tại sao người ta bị quýnh như không đủ đập túa bụa chứ không biết đường đỡ chứ. Xấu mình gầu chín nải chót. Thôi cái thằng này mình đã rồi cô bác anh chị ơi. Đã quá đã. Vô kèo thơm sướng cô bác anh chị biết không, đã nhớ thịt như mấy cái anh mà đi bẫy gắn mà dính gắn hậu hành bự thì tất nhiên là sẽ phái sẽ sướng, đơn giản là nó vậy. Tại vì dính gắn nhỏ thì nói chung là nó không có đủ kinh phí nhiều, xăng dầu
rồi giống hệt như mình đi bắt ong vậy, cục mặt bự là khoái à, chứ lên mà bắt cục mặt ở trong vòng chưa được nửa lít này, hơn nửa lít một xíu mà thôi cũng vẫn vui nữa, mà vui không vui chứ năm mà cục mặt bự là vui tới 10 đó. Cười liền. Cái này là còn mấy con ong, con này hồi mình xuống dưới mình đậm nghe cô bác anh chị, chứ trên này khổ quá, nó vừa mệt vừa nắng mà vừa bị khối ngập khối nữa. Thôi phần này xuống đất giờ còn thăm thẳm chiều trôi nè, thăm thẳm chiều trôi phía em đi rồi sao trời đưa lối, khi thương mến nhau hai người hai lối. Mình hơi hài hài chút xíu cô bác. Dạ anh chị đừng buồn nghe, đừng giận nha, mà thôi cứ là kệ buồn Điệp thôi chứ đừng giận nha, nhớ đăng ký kênh cho Điệp là Điệp vui, Điệp mừng rồi. Thôi giờ phần này Điệp up video đang Điệp đi xuống còn ấy nữa nghe cô bác anh chị, chứ giờ quá trời trên ngọn cây này quá anh chị coi này, leo xa vậy Điệp mị trên ngọn cây này ngọn cây kia vậy, leo trên đây tại vì quay nó không có được cận cảnh, chứ quay ngược cái điện thoại lại cô bác biết không, quay thấy nó phong cảnh nó đẹp nó tuyệt vời, mệt mà tay chân cầm điện thoại nó không được chuẩn nè. Thôi Vũ Điệp xin up video xuống, Vũ Điệp sẽ quay cho cô bác anh chị xem nha. Vũ Điệp cũng mới xuống nè cô bác anh chị ơi, ô ông này đóng cho em u á, Vũ Điệp cắt ông mà nó xuống tới đây luôn, em u đó cô bác anh chị, em u đó đi thẳng lên đó, xa lắm cao lắm đó. Mệt quá, Vũ Điệp mới xuống cô bác anh chị ơi, không biết mắt camera mép nào nữa, nhìn bậy bạ đâu cô bác anh chị, nói Điệp nhìn gì đâu mà giống hệt mắt nó hệt như hờn anh mà giận em vậy. Đây là cái chiếc túi của Điệp và thành quả của Điệp đây, đây mặt cũng được hơn đít chút xíu cũng được, nó tầm ngày nay tại vì nãy của Điệp đi lúc đó là vô tới ngày là 1 giờ mấy rồi nghe cô bác anh chị, ngày chiều hồi về của Điệp còn tranh thủ thả lưới cá mồng tông cá mè vinh nữa. Thôi giờ Vũ Điệp xin tạm up video, quá trời mũi nha. Vũ Điệp hẹn các cô chú và anh chị những clip tiếp theo. Vũ Điệp luôn luôn nào cũng chúc cho cô chú và anh chị luôn luôn có sức khỏe dồi dào và thành công, đặc biệt là hạnh phúc ấm áp bên gia đình thân yêu bé nhỏ của mình nha. Giờ Vũ Điệp xin up video và hẹn clip tiếp theo, Vũ Điệp sẽ quay những món ăn khác cho cô bác và anh chị xem. Vũ Điệp xin chào.